là con dân nước Việt, không ai là không biết đến Đinh Tiên Hoàng đế, người đã dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, đặt quốc hiệu của nước ta là Đại Cổ Việt vào thế kỷ thứ 10. Trải qua hơn 1.000 năm, do bụi thời gian khỏa lấp, các di tích lịch sử triều Đinh dần dần được hé mở, đưa ra ánh sáng, làm nức lòng người họ Đinh trong và ngoài nước biết đến, hành hương tìm về cội nguồn kính bái. Tại cố đô Hoa Lư, tới xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nơi sinh ra Đinh Bộ Lĩnh, ngoài đền thờ vua Đinh, thôn Văn Bồng, chúng ta lại phát hiện tại núi Kỳ Lân có ngôi mộ cổ. Năm 2009, nhà nước cho xây dựng thành lăng phát tích nhà Đinh, để con cháu họ Đinh và khách hành hương cùng nhân dân tới thắp hương tưởng niệm. Sau khi đội công trình thi công cho nổ mìn phá đá sâu 2m7, thấy có phiến đá rộng mặt phẳng 3m1 x 3m2 giữa núi Kỳ Lân. Khi cho máy cầu lên, ở dưới đáy có hai chiếc hũ đường kính chỗ phình là 22cm, miệng hũ đường kính khoảng 18cm, vai phình thân vát, đáy bằng để mộc. Trên miệng hũ có đĩa đậy. So sánh với cổ vật đời Đường, thấy có nhiều điểm tương đồng về men cũng như hình dáng. Hai chiếc hũ xác định đựng hài cốt được đặt yên vị nơi cũ. Đấy chính là nơi đắc địa, một điểm hội tụ được mọi khí thiêng của trời đất sông núi. Cả quả núi được coi là năng mộ. Núi Kỳ Lân đầu quay về hướng đông, đứng về phía đông nam, nhìn lăng như ngồi giữa ngai vàng. Rời khỏi Ninh Bình, ai có dịp hành hương về cội nguồn tới Nam Định, chúng ta còn được chiêm ngưỡng quần thể khu di tích thời nhà Đinh. Nam Định là vùng đất căn bản của Đinh Bộ Lĩnh trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Thời kỳ dẹp loạn 12 sứ quân, mảnh đất Nam Định chính là nơi cung cấp quân lương và phương tiện chiến tranh cho sứ quân Đinh Bộ Lĩnh. Những dấu tích lịch sử được nhân dân nơi đây xây dựng đình đền thành nơi thờ cúng để đời đời tri ân công đức với các vị liệt tổ liệt tông. Đó là đền thờ vua Đinh ở xã Yên Thắng, đền thượng đồng, đình Cát Đằng ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, đền Việt Cổ Bách Cốc, huyện Vụ Bản, ngôi đền Sám ở Trang Lạc Đạo, Nam Chân, nay là xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, thờ tướng quân Trần Lãm là dưỡng phụ của vua Đinh Tiên Hoàng. Đặc biệt làng Bườn, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc có ngôi mộ thân mẫu của vua Đinh là quốc mẫu Đàm Thị Thiềm, mẹ của vua Đinh Tiên Hoàng. Nơi đây có mộ Đàm Hoàng Thái Hậu và hai vị tướng của nhà Đinh, Phùng Gia và Cao Mộc. Đáng chú ý, nơi đây còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị với các thể loại và chất liệu khác nhau như hiện vật bằng giấy, bằng gỗ, bằng sứ, bằng đồng, ngai thờ bài vị kiệu Bát Cống và bảy đạo sắc phong triều vua Nguyễn là chứng tích của khu di tích lịch sử được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau 10 năm được công nhận là khu di tích lịch sử, theo lệ cổ, hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 10, ngày mất của quốc mẫu, là dân làng nơi đây mở lễ hội. Năm 2016 là năm đầu được đón bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Lễ hội được đảng bộ chính quyền nơi đây long trọng tổ chức vào ngày 7 tháng 10 âm lịch. Ngay từ ngày 6, gần 100 bà con người họ Đinh thành phố Hải Phòng, sau khi làm lễ dân hương tại lăng phát tích núi Kỳ Lân, Ninh Bình, đã về nơi đây thắp hương tưởng niệm. 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 10, Ban liên lạc họ Đinh huyện Gia Viễn, Ban quản lý di tích khu di tích đền thờ vua Đinh và lăng phát tích cùng với đội tế nữ quan 40 thành viên và gần 100 bà con họ Đàm là họ ngoại của vua Đinh Tiên Hoàng ở Bắc Ninh, lần đầu tiên biết tới lăng mộ và đền thờ Đàm Thái Hậu đã có mặt về dự lễ. Ban liên lạc họ Đinh tỉnh Nam Định, Ban liên lạc họ Đinh thành phố Nam Định, Ban liên lạc họ Đinh huyện Xuân Trường, Ban liên lạc họ Đinh Kiên Tiến,
với trên 100 đại biểu đã về dự, cùng với hàng nghìn người đi rước kiệu lấy chân nhang ở các mộ Đàm Hoàng Thái Hậu và hai vị tướng Phùng Gia và Cao Mộc về đình làng làm lễ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân,
Trong không khí phấn khởi của toàn đoàn, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua công tác, lao động và học tập, lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm của đất nước. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thắng, hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2016, tức ngày 7 tháng 10 năm Bính Thân, Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia Đình Bườn cùng Đảng, chính quyền và nhân dân làng Bườn tổ chức lễ hội kỷ niệm 1048 năm ngày mất Đàm Hoàng Thái Hậu, thân mẫu mẹ Vua Đinh Tiên Hoàng, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đình Bườn, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Về dự buổi lễ hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và liên lạc chào mừng các vị đại biểu. Theo đại biểu Trung ương, xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Ngọc Hiện, Phó Ban Liên lạc Họ Đinh Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia. Đề nghị các đại biểu liên lạc chào mừng. Về dự lễ hội hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Xuân Bình, trưởng ban di tích và danh thắng tỉnh Nam Định. Về phía địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Quốc Hoàng, bí thư đảng bộ, chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Trần Sĩ Nghị, phó bí thư đảng bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thắng, cùng các ông bà trưởng ban ngành đoàn thể ở địa phương về dự. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của ban liên lạc và con cháu họ Đinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, do ông Đinh Công Thọ, trưởng ban liên lạc, làm trưởng đoàn về dự. Đề nghị các đại biểu liên lạc chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của ban liên lạc và con cháu dòng họ Đàm Công, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do ông Đàm Công Chiến làm trưởng đoàn về dự. Đề nghị các đại biểu liên lạc chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của ban liên lạc con cháu họ Đinh, do ông Đinh Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Đinh, tỉnh Nam Định về dự. Đề nghị hội nghị liên lạc chào mừng. Về dự lễ kỷ niệm còn có Hội đồng hương con em làng Bườn cùng toàn thể nhân dân làng Bườn về dự đông đủ. Đề nghị các đại biểu chúng ta liên lạc chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Sĩ Nghị, phó bí thư đảng bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thắng, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên đọc báo cáo tóm tắt tiểu sử khu di tích lịch sử. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong cõi hương trầm thành kính, hôm nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thắng, ban quản lý di tích lịch sử cùng chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân làng Bườn long trọng tổ chức kỷ niệm 1048 năm ngày mất của Đàm Hoàng Thái Hậu, thân mẫu của Vua Đinh Tiên Hoàng. Tại buổi lễ trọng thể này, cho phép tôi được thay mặt cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thắng xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã dành thời gian về dự buổi lễ trọng thể này. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Đình Bườn, miếu trúc và mộ các nhân vật lịch sử có liên quan tọa lạc tại làng Bườn, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, làng Bườn có tên là thôn An Biện, thuộc xã Mai Xá, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Theo thần tích Việt Nam, thì năm Bính Dần 966, để phòng thủ trấn phương Bắc, Đinh Bộ Lĩnh cùng tướng lĩnh và quân sĩ từ Hoa Lư, Ninh Bình ra xây đồn dựng lũy ở thôn Mai, ở xã Mai Xá, tức là xã Mỹ Thắng hiện nay.
Sau một thời gian, ông để mẹ ở lại căn cứ, còn mình cùng các tướng lĩnh đi đánh dẹp giặc ở nơi khác. Sau khi đánh thắng các sứ quân của Trần Lãm ở Phố Hải, tỉnh Thái Bình, trở về Đinh Bộ Lý, tự xưng là Vạn Thắng Vương, ông cho lập cung cổ để đàm phu nhân ở lại xã Mai Xá, Mỹ Lộc, Nam Định, cho các tướng lĩnh quân cao một trấn giữ ở phía Tây, đem quân bản bộ đóng giữ đồn Mai Xá. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh tiến quân ra miền Đông, sứ quân Phạm Bạch Hổ theo Đằng Châu quy phục, rồi đánh thắng sứ quân Đỗ Cách Hạc ở Đồng Giang, rồi chia quân đánh Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt và sứ quân ở Lã Đường ở Tế Giang. Trong thời gian này, đàm phu nhân lâm bệnh và qua đời trong phủ ở đồn Mai Xá vào ngày 10 tháng 10 năm Mậu Thìn thứ nhất 968. Vạn Thắng Vương nghe tin mẹ mất nhưng không thể rời trận mặt trận trong lúc giao tranh ác liệt, và ông không thể về chịu tang mẹ được, và cử tướng quân cùng ra về đồn Mai Xá, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cùng dân làng làm lễ an táng đàm phu nhân tại làng An Miệng, làng Mường ngày nay. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt tên nước là Đại Cổ Việt và truy tôn đàm phu nhân làm Hoàng Thái Hậu, rồi ông về thôn An Miệng để y tế. Vua Đinh Tiên Hoàng thấy lăng mộ đàm Hoàng Thái Hậu nằm trên giải đất mà truyền thuyết phong thủy gọi là Long Hình, có rùa, có phượng, hổ, voi, chọc hổ. Vua Đinh không chuyển mộ của đàm Hoàng Thái Hậu về Quý Hương Đại Hữu và cho xây dựng lăng miếu đàm Hoàng Thái Hậu và phong cho phó tướng Cao Mộc làm chức lăng chính để giữ gìn lăng miếu của Hoàng Thái Hậu. Hiện nay làng Vườn còn 4 di tích liên quan đến sự nghiệp thống nhất của đất nước của Đinh Bộ Lĩnh, đó là đình Vườn thờ đàm Hoàng Thái Hậu, tướng quân Phùng Gia và tướng quân Cao Mộc, lăng bà, lăng mộ đàm Hoàng Thái Hậu, lăng ông, lăng mộ của tướng quân Cao Mộc, miếu trúc, miếu thờ tướng Phùng Gia. Hiện nay đình Vườn còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị có liên quan đến đàm Hoàng Thái Hậu và hai vị tướng Phùng Gia và tướng Cao Mộc, nhất là 7 sắc phong thần. Từ những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, đình Vườn xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ra quyết định số 2747 ngày 9 tháng 5 năm 2005 xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa, và sau 10 năm ngày 28 tháng 1 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định số 225 xếp hạng di tích cấp quốc gia. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, quân và dân Mỹ Thắng luôn ý thức được những giá trị văn hóa, nhất là di tích lịch sử văn hóa gắn liền với các cuộc cách mạng của dân tộc, của quê hương, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân trong xã nói chung, cấp ủy, chính quyền và nhân dân làng Vườn nói riêng trong việc bảo quản, trùng tu và tôn tạo. Trải qua bao biến động của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết, các di tích đã xuống cấp và hư hỏng nhưng đã được nhân dân sửa chữa, tu sửa, đảm bảo giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong buổi lễ trọng thể này, cho phép tôi được thay mặt các vị đảng, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thắng xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả những giá trị của di tích lịch sử, tăng cường sự đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Mỹ Thắng anh hùng, giàu càng, giàu đẹp và văn minh. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn toàn thể nhân dân, xin cảm ơn Bách Gia Trăm Họ đã dành thời gian, tình cảm, về dự và đem tâm ủng hộ tại buổi lễ trọng thể này. Kính chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể nhân dân về dự lễ an khang, mạnh khỏe, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Công Thọ, trưởng đoàn Hòa Linh, huyện Gia Viễn, tỉnh Nam, tỉnh Ninh Bình lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Nói về Đinh Bộ Lĩnh thì sử sách cũng nhiều,
nhưng mà trong các cái cuốn sử chính thống ấy thì viết không nhiều. Thế còn phần lớn là những cái lịch sử ở những cái nghiên cứu hoặc là những cái sự tích ở các cái vùng miền ở ngoài đất nước. Tôi là trưởng ban liên lạc họ Đinh ở huyện Gia Viễn, nhưng lại có may mắn là tôi cũng sinh ra ở quê hương Đinh Bổ Lĩnh. Vì vậy, trong cái quá trình nghiên cứu tôi cũng sưu tập được một số cái tư liệu về Đinh Bổ Lĩnh. Hôm nay nhân cái buổi lễ trọng thể này, tôi chỉ xin báo cáo một vài cái nét. Và trước đây ở trong những cái cuốn sử lớn như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chưa đề cập đến, hoặc là có những vấn đề đề cập ra hết sức chung chung, cho nên người ngoài và nhất là thế hệ trẻ đọc thì rất là khó hiểu. Ở thế kỷ thứ 10 thì làng Đại Hiếu xưa nay là xã Gia Cương, huyện Gia Viễn, có ông Đinh Công Trứ là nha tướng, tức là nha tướng là cái tướng Anh Quốc ấy, của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Hoan Châu ở Nghệ An. Khi Kiều Công Tiến sát hại Dương Đình Nghệ, ông bất bình lui về quê ẩn. Khi Ngô Quyền giết được Kiều Công Tiến, Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ, thế thì đánh giặc Nam Hán, Đinh Bổ Lĩnh cũng là người mà được phong là tướng tiên phong để mà trong cái trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán năm 939 thì Ngô Quyền lên ngôi, lại cử Đinh Công Trứ về làm tứ sử Hoan Châu, tức là cái chức cũ của ông. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ý kiến của ông Đinh Công Thọ. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đàm Công Chiến, đại diện cho đoàn đại biểu Đàm Công thuộc xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, hôm nay tôi cũng xin được về dự cái buổi lễ kỷ niệm 1048 năm tôi là đại biểu của ngũ chi đàn tộc Bắc Ninh và Hà Nội. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, thưa cùng toàn thể nhân dân làng Vườn, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đến dự buổi lễ kỷ niệm 1048 năm ngày hóa thân của bà Đàm Hoàng Thái Hậu, người sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng, do Đảng ủy Ủy ban Nhân dân sáng đắng long trọng tổ chức. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho ngũ chi đàm tộc Bắc Ninh và Hà Nội kính chúc các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị, chi trưởng của ngũ chi họ Đàm hiện nay thuộc thôn Kim Bảng, xã Hưng Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo những tư liệu về lịch sử ngũ chi họ Đàm viết bằng chữ Hán vào năm 1924 còn lưu giữ lại tại từ đường, họ Đàm Công cho biết cụ thượng thủy tổ ngũ chi họ Đàm là cụ Đàm Hoàng, giữ chức thượng thư thụ phong quốc sư triều Lội thời Đông Hán. Do tính tình ngay thẳng hay can gián việc triều đình, có lúc không hợp ý vua nên bị điều sang nước Lan. Đến nước Lan, cụ đổi họ tên thành Đàm Hoàng, tức là từ họ Hoàng Đàm nay gọi là Đàm Hoàng. Từ đó đến nay, hậu duệ của cụ đều mang họ Đàm. Mộ cụ và từ đường ở thôn Kim Bảng, xã Hưng Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đời sau có cụ Phúc An, cụ Đàm Tận Vi và một bà cô lấy một người trong triều đình, phả tộc Huy nhất cô giá thị triều. Ý viết về bà Đàm Thị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau khi tra cứu phả tộc của dòng họ Đàm Công đã được công nhận bà Đàm Thị là người con gái xuất xứ, xuất thân từ dòng họ Đàm Công Kim Bảng, tên là
bà Đàm Thị Thiền Lương, bà Lê Hồng Vinh Công Chứ, chức Thứ Sử Hoan Châu, bà sinh ra vua Đinh Bổ Đính, năm 924, tức vua Đinh Tiên Hoàng. Đinh Bổ Đính sau khi dẹp 12 sứ quân thống nhất đất nước, lập lên triều đại nhà Đinh. Năm 968, đây là triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ giành độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước Việt Nam, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đóng đô ở tại Hoa Lư, Ninh Bình. Năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bắc Ninh và Ninh Bình và dòng họ Đinh, Ninh Bình với lòng hiếu kính đối với bậc bậc tiền nhân có công với đất nước, ngũ chi đàm tộc đã nhất tâm công đức hai pho tượng đồng là Tân Phục và Tân Mẫu của vua Đinh cùng Thiều Châu Cửa Võng và một số đồ thờ về đền thờ Tân Phục Tân Mẫu vua Đinh ở Hoa Lư, Ninh Bình. Trong sự hân hoan của con cháu hai dòng họ Đàm và họ Đinh, kính thưa các quý vị, trải qua hơn 1.000 năm lịch sử, nay lãnh đạo và nhân dân làng Vườn, xã Mỹ Thắng đã biết tới quê gốc bà Đàm Thị. Đại diện trong ngũ chi đàm tộc, chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào được biết tin phần mộ của bà Đàm Thị ở địa phương nhà. Nhân dịp này được đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Được đến dự buổi lễ long trọng này, chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo xã Mỹ Thắng, toàn thể nhân dân làng Vườn đã có công thờ phụng bà Đàm Thị và chăm sóc phần mộ của người. Trước khi ngừng lời, chúng tôi một lần nữa xin được thay mặt cho ngũ chi đàm tộc Bắc Ninh và Hà Nội kính chúc các cô, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân làng Vườn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc làm ăn phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ý kiến của ông Đàm Công Chiến. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Đinh tỉnh Nam Định, thay mặt cho đoàn lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời ông. Cung kính bái lạy anh linh Đàm Hoàng Thái Hậu, anh linh hai vị tướng nhà Đinh Phùng Gia và Cao Mộc. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các vị lãnh đạo huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Thắng và ban quản lý di tích lịch sử làng Vườn, ban tổ chức lễ hội. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Hiền, phó trưởng ban thường trực ban liên lạc họ Đinh Việt Nam. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, ban quản lý di tích làng Vườn tổ chức lễ hội kỷ niệm 1048 năm ngày mất của quốc mẫu Đàm Thị Thiền. Thân mẫu của vua Đinh Tiên Vàng Hoàng ngày 10 tháng 10 năm Bính Thân, được sự nhất trí của ban tổ chức lễ hội, tôi đại diện cho đoàn đại biểu ban liên lạc họ Đinh và bà con người họ Đinh tỉnh Nam Định, lời đầu tiên xin gửi tới các cụ, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc lễ hội của chúng ta hôm nay đạt kết quả tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị, ban liên lạc họ Đinh Việt Nam tỉnh Nam Định được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 2012. Trong chương trình hoạt động của mình, chúng tôi luôn hướng tới việc tìm kiếm
các di tích lịch sử văn hóa liên quan đến thời đại nhà Đinh trên địa bàn tỉnh Nam Định. Năm 2015, di tích lịch sử làng Vườn Miếu Trúc là nơi yên nghỉ và thờ tự Đàm Hoàng Thái Hậu và các nhân vật lịch sử liên quan được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chúng tôi rất phấn khởi báo cáo trình lên Ban Liên lạc Thọ Đinh Việt Nam và cùng với Ban Liên lạc Thọ Đinh Việt Nam cử đoàn đại biểu về dự lễ đón bằng công nhận. Hôm nay, trong ngày giỗ của Đàm Hoàng Thái Hậu, đoàn đại biểu Họ Đinh Việt Nam, các ban liên lạc của Họ Đinh tỉnh Nam Định và bà con Họ Đinh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh về dự với tâm nguyện hướng về cội nguồn huyết thống, tri ân công đức với các bậc tiền nhân, đặc biệt đối với Đàm Hoàng Thái Hậu, người đã sinh ra Ninh Bộ Lĩnh, người con ưu tú, tài năng, đức độ, là bậc thiên tài xuất chúng lập ra nước Đại Cổ Việt của chúng ta, xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta. Đinh Tiên Hoàng cũng là người đầu tiên xưng đế ngang hàng với hoàng đế nước Trung Hoa, là vị anh hùng dân tộc đặt nền thống nhất quốc gia. Đàm Hoàng Thái Hậu không chỉ sinh ra đức vua mà còn cùng đức vua đi dẹp giặc và đã viên tịch tại nơi đây. Để tưởng nhớ tới Đàm Hoàng Thái Hậu, Ban Liên lạc Họ Đinh và bà con Họ Đinh tỉnh Nam Định xin thắp nén tâm nhang cầu mong trời Phật phù hộ độ trì cho anh linh Đàm Hoàng Thái Hậu được an tịnh nơi tổ quốc. Cầu mong Đàm Hoàng Thái Hậu phù hộ cho đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, cho con cháu dòng Họ Đinh được bình an tiến bộ, hạnh phúc và thịnh vượng. Toàn thể chúng con xin nguyện phát huy truyền thống nhà Đinh, đoàn kết xây dựng dòng họ trường tồn, thịnh vượng và phát triển, luôn sống xứng đáng với kỳ vọng của tiên tổ. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Ban Quản lý di tích cùng bà con nhân dân nơi đây đã thường xuyên duy tu bảo cố lăng mộ đình miếu Hoàng Thái Hậu Đàm Thị Điểm và hai vị tướng của nhà Đinh cùng ra và các mộc đã có hàng nghìn năm nay, để hôm nay con cháu người Họ Đinh có dịp được về dân hương chiêm bái anh linh quốc mẫu. Xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân, ban tổ chức đã tổ chức lễ hội thật đông vui trang trọng để bà con Họ Đinh chúng tôi được thể hiện tình cảm huyết thống của mình, tri ân với công đức Đàm Hoàng Thái Hậu. Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tới dự để đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người Họ Đinh chúng tôi trong và ngoài nước biết đến nơi đây có lăng mộ và đình thờ quốc mẫu Đàm Thị Điểm, mẹ của Đinh Tiên Hoàng, để hàng năm hành hương về cội nguồn trong những ngày giỗ Tết. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu bà con Họ Đinh về dự lễ hội cùng dân làng góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cầu chúc cho nơi an nghỉ của Đàm Thái Hậu ngày càng khang trang sạch đẹp trên mảnh đất thiêng tụ linh tụ khí này. Cuối cùng, xin kính chúc các cụ an khang trường thọ, chúc các vị quý khách và toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Chúc cho lễ hội của chúng ta hôm nay đại thành công viên mãn. Xin cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn ý kiến của Đinh Văn Sáu, trưởng ban liên lạc Họ Đinh tại thành phố Nam Định. Kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Sĩ Nhung là hội đồng hương quan em làm vườn hôm nay về dự lễ hội có ý kiến phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, là những người con của làng vườn sinh sống tại Hà Nội, công tác học tập tại các vùng miền đất nước, chúng tôi hết sức là tự hào được sinh ra lớn lên và trưởng thành tại một cái làng vườn 60 tháng của Huy Lộc, là một cái địa danh nơi lưu giữ những cái di tích lịch sử văn hóa, là di sản đặc biệt quý báu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng tôi là người con xa quê hương,
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhân dân làng Ca Sa Ni Thắng Huyện Nghi Lộc, các ban ngành đoàn thể, các chi của Hòa Đinh, rồi các chi Hòa Lam đã góp phần công sức là góp phần trùng tu, giữ gìn và bảo vệ được những cái di tích lịch sử hết sức quý báu này. Chúng tôi là biết ơn dân làng đã nuôi dưỡng sinh thành ra mình, và trước đây cũng đã có góp phần nhỏ bé để đóng góp vào cái việc trùng tu giữ gìn các di sản lịch sử văn hóa của làng cũng như phát triển kinh tế văn hóa của địa phương. Thì sẽ xin hứa là sẽ tiếp tục vận động quyên góp đóng góp để mà tiếp tục là góp phần đối với nhân dân ta giữ gìn một cái di tích quý báu này. Nhân cái ngày lễ hội hôm nay, chúng tôi mong rằng là thôn làng Ca và tiếp tục phát huy cái truyền thống quê hương và tổ chức những cái hoạt động kỷ niệm sâu sắc và ý nghĩa, và những lễ hội sau thì sẽ tốt tổ chức tốt hơn những lễ hội trước. Xin kính chúc các quý vị đại biểu nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ý kiến của ông Trần Sĩ Nhung. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để tỏ lòng mến khách và cảm ơn những tấm lòng quý báu của các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân về dự lễ hội hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Huy Viễn thay mặt cho địa phương lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, có thể nói rằng đến giờ phút này, buổi lễ hội rước kiệu thành hoàng làng kỷ niệm 1048 năm ngày mất của Đàm Hoàng Thái Hậu, thân mẫu vua Đinh Tiên Hoàng, để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu đã hoàn tất và thành công tốt đẹp. Để có được kết quả ấy là sự cố gắng, nỗ lực và đầy nhiệt tình với tấm lòng tri ân nhớ về cội nguồn dân tộc của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng đã về tham gia lễ hội. Ban tổ chức lễ hội rất vui mừng phấn khởi được đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Thay mặt cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nam Định, Đài phát thanh truyền hình, báo Nam Định cùng các ban ngành đoàn thể của tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc và các vị đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể của xã nhà. Giờ hiện diện có mặt đoàn kèn nữ xứ Cam Châu Thái Bình, đội bát âm Đàng Thịnh, đội múa rồng sư tử Đàng Buồn cùng về cùng các đồng hương người Đàng Buồn ở Hà Nội, Nam Định và những người con, người cháu đang sinh sống, học tập và làm việc trên các mọi miền của Tổ quốc đã về tham dự lễ hội truyền thống của làng ngày hôm nay. Điều đặc biệt là nhân dân Đàng Buồn nói riêng và xã Nghi Thắng nói chung thật vô cùng phấn khởi, đầy xúc động và rất vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, các đoàn của Ban Liên lạc Hòa Đinh Việt Nam, Ban Liên lạc Hòa Đinh, con cháu và con cháu của tỉnh Nam Định, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và dòng họ Đàm Công, Kim Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã về tham dự lễ hội và thăm viếng phần mộ tổ Đàm Hoàng Thái Hậu, thân mẫu vua Đinh Tiên Hoàng đang an nghỉ vĩnh hằng nơi đây, nơi mà bao đời nay từ thế hệ này qua thế hệ khác nhân dân làng Buồn luôn luôn chăm sóc, quay giữ, tôn đạo và tôn vinh thánh mẫu Đàm Hoàng Thái Hậu là thành làng, thành hoàng làng của nhân dân làng Buồn. Hôm nay các vị đại biểu khách quý, các đoàn đại biểu, các hội đồng hương, những người con cháu ở phương xa và toàn thể nhân dân không chỉ về dự lễ hội mà còn đóng góp cả về vật chất và tinh thần cho buổi lễ hội, đó là nguồn động viên khích lệ, góp phần tích cực, có hiệu quả cho buổi kỵ thánh ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Tôi xin thay mặt ban tổ chức lễ hội được chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong buổi tổ chức lễ hội hôm nay cùng một lúc diễn ra nhiều hoạt động song trùng đan xen nhau. Vì vậy trong việc tổ chức phục vụ, việc giao lưu đón tiếp các vị đại biểu khách quý, các đoàn đại biểu và cá nhân không thể không có những khiếm khuyết. Ban tổ chức lễ hội rất mong được chia sẻ và thông cảm lượng thứ.
Ban tổ chức xin cảm ơn ý kiến của ông Trần Duy Nhân. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, phần cuối cùng của lễ hội hôm nay là phần dâng hương tưởng nhớ. Ban tổ chức xin đề nghị các vị đại biểu, các đoàn chỉnh đốn trang phục chuẩn bị vào chương trình lễ dâng hương hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Hội Người Cao Tuổi Làm Vườn vào dâng hương. Chương trình của đoàn gồm có: một là tiến lễ, hai là dâng hương, ba là phần đọc chúc văn và bốn là phần tuần tưởng niệm. Mở đầu chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn tiến lễ vào trong nhà thờ trước bàn thờ của anh linh Hoàng Thái Hậu. Xin trân trọng kính mời. Theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ba vị đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Đinh tỉnh Nam Định. Xin mời cụ Đinh Văn Mạng. Xin mời ông Đinh Phát Tiệp. Xin mời ba đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng hương. Thế mới hay
họ đinh ta bao đời con cháu thành đạt trổ hoa, trang sử huy hoàng ghi danh sử sách, tung cánh vạn trùng khơi sánh vai cùng với trăm dòng họ người con đất Việt. Xin tâm nguyện anh em yêu thương ruột thịt chan hòa, gắn bó keo sơn hướng tương lai tấm hồn rộng mở, nhớ công thân mẫu cùng đinh tiên hoàng đế của trước dựng nền, vì sự nghiệp nâng cao trí tuệ hỡi người con đất Việt, già trẻ trai gái đồng tâm cầu trời đất mưa thuận gió hòa, cầu quốc thái dân an bền vững, cúi đầu kính cáo quốc mẫu đàng hoàng thái hậu cùng hai vị tướng cùng gia cao mộc anh linh, phù hộ đồ trì cho họ Đinh Việt Nam cùng toàn dân an khang hưng thái. Làm trưởng đoàn vào dâng hương. Thank you.
lời mời cũng như học binh là bên nội. Và sau hơn 1.000 năm lịch sử được Bộ Văn hóa và Nhà nước công nhận là hai bên mối tình thông gia, sau con cháu mới nhận được nhau. Thế từ đó năm 2010 đến nay là tình giữa họ Đinh và Đàn thường xuyên được giao kết và những cuộc hội ngộ như ngày hôm nay là chúng tôi rất là vinh dự. Tôi cũng được vinh hạnh là được biết vào ngày giỗ tức là hóa thân của Đoàn Thị chính thức là ngày mùng 10, nhưng nơi sở tại xã Mỹ Thắng đã tổ chức vào ngày mùng 7. Hôm nay là phái đoàn chúng tôi sau khi nhận được cái công văn, tôi là trưởng ban liên lạc Nguyễn Thị Đàm Tổng có liên quan là cả bên Hà Nội và Hà Tây, nên tôi là ban liên lạc trước tiên và tôi thống nhất quan điểm của cái ban liên lạc. Ngày mùng 2 tức là tôi có về tiền trạm trước cái ngày dẫn lại, thì tôi có về làm việc với ban quản lý tích địa phương Đình Nhàng của làng Mười. Thì sau khi tôi có nhận được tất cả các dữ liệu của Đình Nhàng Vườn cung cấp và hai bằng di tích, một là cái của tỉnh Lâm Đình, cái thứ hai là được quốc gia công nhận, chúng tôi và con cháu hậu duệ căn cứ vào tất cả các dữ liệu sắc phong cũng như là của các nhà sử học đã tìm hiểu và đánh giá, thì chúng tôi là con cháu hậu duệ thứ nhất là tôn trọng bên nội là họ Đinh là bên nội, sau là căn cứ vào các nhà sử học là họ Đinh đến đâu là chúng tôi đến đó, tức là ba nhà chúng tôi đã xây dựng với Đinh Công Trứ là bên nội thì chúng tôi là bên ngoại là cứ theo quê chồng, tức là cứ họ Đinh ở đâu là chúng tôi theo đó. Tôi thì cái buổi lễ ngày hôm nay để nói một cách khái quát là tốt đẹp, bởi vì tất cả những cái nội dung chương trình nghị sự chúng ta đề ra đều thực hiện được toàn vẹn. Thank you.
dự vào cái đoàn về để dự cái lễ hội kỷ niệm 1048 năm của quốc mẫu Đàm Thị Thiềm thì tôi rất phấn khởi bởi vì cái khát vọng là cái thế hệ hậu duệ của con cháu họ Đinh mà bây giờ biết thêm được một cái tư liệu lịch sử thì rất là đáng quý, mà nó đáp lại cái nguyện vọng của mình từ rất lâu để mà tìm hiểu cái dòng họ của mình. Sau khi đi dự lễ đình làng vườn về thì mọi người đều có một cái suy nghĩ là rất là phấn khởi và tự hào, và nghĩ rằng là mình là những người con họ Đinh thì mình phải làm gì, những cái gì, làm cái gì, và suy nghĩ về để làm sống và làm việc làm sao để cho con cháu mình sau này nó nhớ về cội nguồn. Và tôi mong rằng tất cả những người con họ Đinh trên toàn quốc và nên nhớ về cội nguồn và có những cái tâm huyết để chúng ta tôn tạo cùng với địa phương để giữ được cái di tích lịch sử mà ông cha ta đã để lại.